Bón hồi xưa là trầm buồn riêng đó. Riêng bón đồ giá giá không. Khách khách nó mua đông. Mua like mua đông vậy. Nói chuyện có miệng có duyên với sợ. Cái dòng về nghe. Na cái nhìn ngoài đời dễ thương hơn trong hình nữa này. Có hai đứa con trai gái không? Ổn định này. Nhờ bác Đăng Hỷ mà cũng to đấy chứ đâu có nhỏ đâu. Chỗ rồi. Bữa em yên vô không có ngõ cua ra luôn. Cái nhỏ nhỏ dễ sợ. Hôm bữa chị đi vô đó nghe mấy đứa ở công ty cô gần đó đi qua coi gì dễ sợ luôn. Có cái máu dài nữa nè. Mà chỗ bắn chặt quá. Vô ví dụ có mẫu là đưa bà, đưa mẫu lên cho bà tìm cái chứ sao bà treo ít lắm. Bà bỏ xét xét lại. Bán giá được. Dài màu xanh đi còn đẹp ghê thì mình cho thôi đừng mua dài tiếng lắm đâu anh mua bộ để biết đâu mình cái đi đâu đâu mà đúng là đồng hồ dù đi chùa đồ mà còn cái nhà mà em thấy tết cái thấy nhiều màu sắc vậy coi đi dù đi đúng cái một ngày đó mà nhiều màu sắc một họ ra chỗ đó là chụp hình cái gì hơn vàng đỏ màu xanh đi vàng đỏ xanh vàng đỏ vàng đỏ là nhiều này kêu may mắn bây giờ nó không may mắn thì mình cũng có hơn vàng là của hoa mai đỏ là của gì đỏ là của hoa lê ơn con trai ngay mặc màu đen luôn có một đồ đi đi thương này
đồ lạnh cho lắm vô có thấy nóng. Trời đi cũng không có ăn đến mình mấy luôn, nhưng mà ngủ yên qua Noel nhiều là ngủ ban đêm mà. Em thấy cũng bình thường thôi. Không có làm gì, không có làm. Không có tách mua mạng sáng mùa lạnh đấy. Tết đi bị bờ keo da rồi. Mua ra hả? Nó đã khoát thôi. Năm năm mấy vậy? Năm rưỡi. Mua bên con Nghi ở Trương đó. Chị chưa mua rồi, bên có nó lần đầu tiên em mua em mua. Qua cái áo kia mà... qua là chủ yếu là coi cái áo phao này. Ừ. Nó áo phao 720. Nhưng mà qua thử form rất to rộng. Quá. Ừ. To không được. Áo phao ví dụ áo phao mà kèm lên đẹp đi. Hôm qua đi mình qua hình như đi đường không lạnh thôi, để mặc áo mưa cho cảm thấy lạnh luôn á. Không lạnh. Đi qua cầu không thấy cảm giác gì là lạnh, chứ tại do áo mưa nó dày quá em. Không. Đi ra sáng thì cũng đi không mạnh cũng không thấy lạnh luôn. Không, không đi bình thường. Cô Ly sáng nay không đi tập à? Ừ, sáng nay đi họ nhà. Cô kêu cháu học. Chuẩn bị nghỉ bà qua cho các học. Anh rất. Ừ, bà dạy ít động tác có lại kiểu hai kem thuốc cô mới được cái đồ giống quá kìa. Mà quên chị ở đây cho công việc qua bên sông Trúc học không được. Sông Trúc. Chị biết sông Trúc không? Nói chung là phải gần đây. Ờ, không sao. Nếu mà ở bên Sơn Trà thì chị học chung với bạn. Hôm trước em học và nó cũng vui ghê. Đông lắm. Cũng vui là vừa. Mà trước học nhảy aerobic. Em học được gần nửa năm nha. Lâu lâu bỏ những gì bỏ bỏ thôi bỏ luôn. Ai nó biết là biết là không nhảy nó tập cái mà nhảy nó xấu, người không đẹp nhá, không đẹp giá người tất nhiên con này mà yoga nhưng mà khỏe không. Yoga cũng đẹp luôn, đẹp là chị nghiêm thôi, yoga nắm dễ thôi, nó cũng đẹp luôn. Nói chung là tập aerobic về người mình năng một năng động đàn này sinh lực trong người sức sống như sinh lực luôn. Ờ chị giờ nào no. Dạ em nhau mít vậy em mầm nâu á, em dạy mầm nâu bạn hàng bữa nhảy khí thế dễ sợ dạy hơn nâu no. Cách lao rồi dạy trước khi đi Sài Gòn là hồi xưa đi học á. Dạy dạy được nam cái thái thái lương bèo quá dạy ở trường nữa đó. Dạy trường cái gì làm cho trung tâm á. Ừ. Hồi xưa học bánh gì? Không, chị không không học bánh bánh đó. Chị thì dẫn đi thôi. Ừ. Cái sang cái bèo á, thầy lương mà nghĩ là hồi đó có triệu rưỡi ly. Ừ. Triệu rưỡi mà. Đấy là một tiết dạy chị có 30.000 nhá mấy. Ừ. 30.000, ví dụ đi xa, ví dụ như về Điện Bàn á. Về Điện Bàn rồi dạy có mà. Lẫn phụ thêm 30.000 tiền xăng rồi đó thôi. Ừ. Nhận ra tháng dạy có 1.5 triệu bà. Bèo quá mà hồi nó ở trong cái chị thuê trọ theo đồ á. Tiền không là tiền, tiền điện, tiền nước. Thôi chứ chưa có chồng à. Hồi nó chị chưa có chồng, chị cũng đi dạy nó. Dạy đó chị dẫn đi theo. Cái sao cái bà chị ra riêng dạy riêng á, tự nhận trường về dạy. Hồi nó là bà làm cho trung tâm á. Là làm cho cái ông nó hay ông đó là ở Sài Gòn á mà bị đi. Mỗi lần đi hộp mà thấy mấy bò này dẫn bồ tới là ghiền cứng. Ai? Quỷ Vũ. Khâu đau là nhớ mấy tớ Vũ rồi nó chửi mình là lúa. Rốt cuộc nó hỏi chị Loan chả không biết khâu đau là cái gì luôn. Vô thừa á. Bên
cái bài